Xin chào tất cả mọi người. Hiện tại thì Hòa đang trang điểm. Và ngày hôm nay thì Hòa sẽ tẩy trang và dưỡng da cho tất cả mọi người cùng xem nhé. Bước đầu tiên, tẩy trang và rửa mặt. Hòa chọn tẩy trang bằng dầu trước, bởi vì khi tẩy trang bằng dầu thì sẽ giúp da sạch sâu hơn này, đặc biệt với những người hay phải make up như Hòa. Thực ra thì Hòa đang tua nhanh lên thôi, chứ bình thường thì Hòa không bao giờ làm mạnh như vậy với da của mình. Và sau một thời gian tự ngâm cứu thì Hòa thấy sau bước tẩy bằng dầu đầu tiên thì mọi người nên lấy một chút nước ấm vào lòng bàn tay và massage nhẹ tiếp. Nước ấm cộng với dầu tẩy trang hòa cùng với nhau tạo ra như một cái lớp kem hoặc là một cái lớp sữa gì đó, làm Hòa có cảm giác đã sạch rồi thì còn sạch sâu hơn nữa. Ta-da! Nhưng mà chưa có xong đâu nha. Bây giờ tiếp tục thì Hòa sẽ sử dụng thêm một loại tẩy trang nữa, nhưng mà bằng nước chứ không phải bằng dầu. Bởi vì sau lớp dầu thì Hòa vẫn nghi ngờ là nó chưa sạch hẳn. Bây giờ Hòa sẽ dùng lớp tẩy trang bằng nước này và sẽ làm cho khuôn mặt của mình sạch hoàn toàn. Sau bước tẩy trang thì chúng ta sẽ cùng rửa mặt nhé. Hòa sử dụng sữa rửa mặt dạng bọt. Hòa nghĩ là đối với các loại da mà dễ bị tổn thương như da của Hòa hoặc là da mụn, da nhạy cảm thì chúng ta nên sử dụng loại sữa rửa mặt này thay vì dạng có hột, bởi vì dạng có hột thì sẽ dễ làm da của chúng ta bị tổn thương và bị mọc mụn thật là nhiều đấy. Sau khi mà rửa mặt bằng tay xong thì Hòa sử dụng bằng máy rửa mặt để làm sạch sâu hoàn toàn hai bên má nè. Mũi, chán. Cùng nhìn làn da nào. Đà, sạch, cảm thấy rất là sạch. Nhưng mà chưa xong đâu nha. Có một cái này mọi người hay bị sai nè. Mọi người thường lau mặt rất là mạnh, còn Hòa thì Hòa chỉ lấy khăn mặt và thấm nhẹ như thế này thôi. Thấm hết nước trên mặt là được rồi. Và khăn mặt nhớ phải giặt thật sạch nha. Các bạn nghĩ đã xong chưa? Chưa đâu. Bước 2, tẩy da chết. Hòa sử dụng một loại tẩy da chết của Nhật Bản. Loại này thì Hòa được một chị fan tại Nhật Bản gửi tặng và đến tận bây giờ thì Hòa vẫn dùng, rất là thích. Các bạn nhìn nè, sau 30 giây chúng ta cùng cảm nhận nha, có rất là nhiều da chết trên mặt. Trời ơi, nếu mà đi cả một ngày cũng như là cả một tuần make up quá nhiều, nếu không thể da chết thì sẽ rất là kinh khủng đấy mọi người ạ. Tu lên một tí nhá, đoạn này hơi lâu nhở, tôi cố đợi tí đi. Ok, xong. Thì chúng ta lại thấm bằng khăn mặt tiếp nhé. Xong chưa nhỉ? Xong chưa? Các bạn nghĩ xong chưa? Chưa đâu. Bước 3 là phải dưỡng da nữa chứ. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng toner hay gọi là nước hoa hồng á, để làm se kít lỗ chân lông, bởi vì ngày hôm nay thì chúng ta vừa rửa bằng máy rửa mặt nè, sau đó còn tẩy da chết nữa, lỗ chân lông sẽ rộng ra đó. Nhá, mặt Hòa đây rồi. Ồ, nhưng mà còn một bước nữa. Đắp mặt nạ mọi người ơi, phải đắp mặt nạ nghe chưa? Sau tất cả các bước á, mọi người đắp mặt nạ, cho mặt nạ vào tủ lạnh nhá. Chỉ đến giờ mang ra đắp thôi. Cảm giác thật là yummy. Chẳng có cái mặt nạ nào vừa mặt mình cả. Ý là mặt mình bé ấy, mọi người. Đó. Căn chỉnh cho phù hợp. Mặt nạ Hòa đang dùng cũng rất là tốt. Rồi. Mọi người có thể không tin, nhưng mà ngày xưa Hòa đã có những thời kỳ mà da thật là kinh khủng. Đây nè,
mộng đối với Hòa. Cho nên là bây giờ thì da của Hòa cũng không phải là loại da đẹp nhất đối với những người da đẹp, nhưng mà đối với chính bản thân Hòa thì đã có những cái kỳ tích xảy ra. Tại sao một làn da như thế này đến bây giờ có thể tái tạo lại, quá là thần kỳ. Rồi, sau tất cả các bước, bây giờ hãy cùng nhìn khuôn mặt mộc của Hòa nhé. Mộc 100% luôn, không son không phấn. Chúc tất cả mọi người thành công. Đây là tất cả các bước dưỡng da của Hòa. Mong mọi người sẽ có một làn da thật là đẹp nha.